Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn lại quay trở lại với kênh YouTube của ITEP. Thì ở những tập trước, tụi mình đã giới thiệu cho các bạn những thương hiệu đến từ những phân khúc bình dân sinh viên, giá sinh viên học sinh. Thì hôm nay tụi mình lại tiếp tục mang đến cho các bạn một sản phẩm nữa, cũng đến từ một nhà mod không kém cạnh phần hot hit, đó là Fear of God. Và các bạn có thể theo chân mình để xem những sản phẩm của ITEP mình có sẵn nhé. Thì đây là những sản phẩm mà mình muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay. Thì đối với cái brand Fear of God này thì tụi mình có hơn khoảng 20 sản phẩm, bao gồm cả quần, áo, sweater và cả hoodie. Thì đối với thời trang mặc thường ngày thì có vô số kể trên thị trường, nhưng mà để lựa chọn được một bộ outfit phù hợp để mặc thường ngày, dễ mặc, dễ phối đồ thì Fear of God luôn là lựa chọn không tồi đối với các tín đồ thời trang, đặc biệt là đối với các bạn Gen Z. Như các bạn cũng đã thấy, với thiết kế đơn sắc, ít họa tiết, không vì thế mà khiến cho cái thương hiệu này trở nên mờ nhạt trong lòng giới trẻ. Với thiết kế tối giản minimal như thế này thì các bạn có thể dễ dàng phối được với nhiều phụ kiện và đi tới nhiều không gian khác nhau. Và điều đặc biệt là tất cả những sản phẩm Fear of God ở cửa hàng ITEP tụi mình đều thuộc season 2021 và 2022, với những chiếc áo sweater, những chiếc hoodie mặc cực kỳ tôn dáng. Và mình biết là thời tiết Sài Gòn dạo gần đây rất là nóng, nhưng mà các bạn nữ và các bạn nam có thể sắm sẵn cho mình để mà mùa đông này mặc là ok la luôn á. Và tiếp theo tụi mình sẽ giới thiệu cho các bạn một item cực kỳ nổi trội của cái brand này, đó là những chiếc áo đến từ thương hiệu Fear of God. Thì đây là những chiếc áo Essential Fear of God bán cực kỳ chạy của thương hiệu này. Và với cái phối màu như thế này thì các bạn dễ dàng mặc đi quẩy nè, đi học thêm, hoặc là đơn giản là mặc đi cà phê bình thường hàng ngày thôi đều được. Thì ngoài ra, bên ITEP tụi mình còn có sẵn những chiếc áo polo đến từ thương hiệu này, dành riêng cho những ai theo cái phong cách chững chạc, bên ngoài ấm áp, bên trong nhiều tiền. Và có một tin đồn là các bạn đồn rằng ITEP tụi mình không có bán quần. Thì hôm nay mình xin đính chính lại là tụi mình có rất 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 là nhiều quần nha. Thì đây là những chiếc quần đến từ thương hiệu Fear of God. Thì như từ đầu mình đã giới thiệu với các bạn thì đây là một thương hiệu đến từ phân khúc bình dân, nên là tất cả những sản phẩm của Fear of God đều chỉ có mức giá từ 1,8 triệu trở lên thôi nha. Hy vọng là từ nãy giờ mình giới thiệu thì mong là các bạn đã tìm được những item để lắp vào tủ đồ còn trống của mình. Và không biết là các bạn còn muốn ITEP tụi mình giới thiệu về những sản phẩm nào nữa không? Nếu mà có thì các bạn hãy comment ở dưới video này cho tụi mình biết nha. Bye bye!